Xin chào thầy và các bạn đến với buổi thuyết trình của nhóm em với chủ đề phát hiện khuôn mặt đeo khẩu trang bằng OpenCV. Giảng viên hướng dẫn là Trần Thanh Bình. Đề tài của tụi em sử dụng chính là thư viện mở nguồn mở OpenCV, là một thư viện hàng đầu cho Computer Vision và Machine Learning. Được sử dụng cho các mục đích khác nhau như là kiểm tra giám sát tự động, phân tích hình ảnh y học hoặc là tìm kiếm phục hồi hình ảnh video. Chúng em sử dụng thêm mô hình học sâu Mobile Net V2. Đây là một mô hình khá nhẹ với số lượng tham số ít, tốc độ tính toán nhanh và dễ triển khai cho các ứng dụng real time trên thiết bị di động. Về các bước hoàn thành hệ thống bao gồm, đầu tiên chúng ta sẽ lấy hình ảnh từ camera bằng thư viện OpenCV. Sau đó chúng ta sẽ dự đoán hình ảnh đó là đã có đeo khẩu trang hay không. Nếu như nó đã đeo khẩu trang thì mình sẽ in ra thông báo with mask, và ngược lại thì sẽ in ra thông báo without mask và đưa ra cảnh báo cho người dùng. Đầu tiên chúng ta nhóm em thu thập dữ liệu dataset được là dữ liệu data được lấy từ ở trên internet với khoảng 2.000 file ảnh đeo khẩu trang và không đeo khẩu trang. Sau đó chúng dựa vào những hình ảnh trên, nhóm em thực hiện train model bằng mô hình mobile V2net. Sau khi train được model, chúng ta sẽ có file mask-detector.model. File này chúng ta sẽ sử dụng ở file detect mask video. Để sử dụng cho việc xác định đeo khẩu trang. Bên cạnh đó, sau khi train model xong, chúng ta sẽ có đồ thị biểu hiện sự tính đúng đắn của chương trình. Như ta thấy thì tính đúng đắn của chương trình khi mà thực hiện training càng về sau thì càng tiến gần đến một. Có nghĩa là mình training càng nhiều thì máy học có thể nhận biết một cách chính xác nhất. Sau đây em xin phép demo chương trình của nhóm. Đầu tiên, chương trình khởi động và thực hiện mở video stream. Như hiện trên màn hình thì hiện tại do em không đeo khẩu trang cho nên là nó sẽ thông báo cho mình là no mask, và cứ mỗi 5 giây thì sẽ có một thông báo cho chúng ta thực hiện đeo khẩu trang. Khi chúng ta đã đeo khẩu trang thì frame sẽ hiện thông báo là
đã phát hiện mắc 100%. Ở trong terminal sẽ hiện ra số lần phát hiện người không đeo khẩu trang và thời điểm phát hiện được. Please wear your mask. Và chúng ta nhận phím quy để thoát khỏi video stream, để kết thúc chương trình. Em xin kết thúc phần trình bày của nhóm tại đây.